Sếp đồ câu Đức Huy xin chào tất cả các anh em nha. Bữa nay mình soạn được 8 con máy nha anh em. Còn họp và còn bao nhung nha anh em. Thì giá trên đây là sếp báo là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là đồng giá 30k, ship có toàn quốc. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha anh em. Hàng đúng như video, đúng hình ảnh mà sếp gửi cho anh em mới nhận nha anh em. Rồi giờ mình sẽ lên từng con nha anh em. Anh em chốt máy thì chốt qua số Zalo của shop nha, số 0769390039. Anh em nhớ chốt qua Zalo nha. Rồi thì mình sẽ lên giới thiệu từng con cho anh em nha. Đầu tiên mình sẽ lên một con Daiwa Gigan S ha, 2000T, thì con này còn còn mới nha anh em. Còn nguyên hộp. Mới còn nguyên hộp nha, con này size 2000 nha anh em. Ratio của nó là 4.4 ha, ratio của nó là 4.4. Trọng lượng nặng nó là 230 gram. Grab của nó là 4 kg đến 8 kg nha anh em. Đó. Dây nè, thông số dây là dây số 2 vô 120 m, dây số 300 m, số 4 vô 70 m. Thì con này thích hợp cho anh em câu lua nha anh em mới tập lua. Đó, Gigan S. Máy đứng nha. Lua máy đứng. Rồi anh em câu cá nhỏ cũng cũng được nha. Con này thì nó không còn bao nhung, không còn sách hướng dẫn nha anh em, nhưng mà máy là máy mới. À. Đây, ngoại hình của nó nha anh em. Con này là Made in Thái Lan. Made in Thái Lan nha. Chơi gan ớt. Còn cước luôn nha anh em, còn cước chưa sử dụng luôn nha. Đó. Mô pin là mô pin sống ha. Thân là carbon composite, cối là cối cối carbon nha, cối carbon. Dây số 2 vô 150 m nè anh em, số 300 100 m. Máy hoạt động rất ok nha anh em. Ratio là 4.4. Máy sản xuất tại Thái Lan. Tay quay đổi trái phải nha, tay quay đổi trái phải. Dòng này thì không có ABS nha anh em. Dòng cũ thì không có ABS. Chặt cước còn rất là nhạy nha anh em. Thì mình để cho anh em giá con này là 500k, 500k nha anh em, giá 500k, giá chưa bao gồm phí ship nha. Giá máy mới. Máy mới chưa sử dụng luôn nha anh em, nó còn cái bọc bọc cước luôn nè. Bọc cước luôn. Anh em về xé siêu ra xài nha. Siêu bọc cước. Gigan 2000T nha, Gigan Z, Gigan X 2000T. Sản xuất Thái Lan, 500k ha, số 2000 nha anh em. Rồi con này 500k con số 1. Tiếp theo là mình lên con số 2. Con số 2 là mình giới thiệu cho anh em con Ryobi nha. Ryobi Jet Catcher nè, Catcher No 1. Con này thì trọng lượng nó nặng 390 gram. Grab 8 kg trở lên ha. Radio của nó là 3.8. Thông số dây là dây số 4 vô 110 m, dây số 5 vô 250 m, dây số 6 vô 190 m. Thì con này có size thực tương đương là 7000 nha anh em. Size thực tương đương 7000. Thì ngoại hình ở ngoài của máy là nó như vậy nha anh em. Bên trong máy thì nó có bao gồm là máy thì mình để nguyên bên đi. Đây. Thì nó bao gồm có sách hướng dẫn, bao nhung. Còn cái này không có dầu nha anh em, không có dầu à. Đó. Bao nhung còn mới luôn nha. Rồi, bỏ qua bên đi. Đây. Catcher No 1 nha. Locomotive gì nè, đó, tiếng Anh mình không biết đọc nha. UB. Made in là Made in Japan nha anh em, Made in Japan ha, Made in Japan nè. Tay quay là tay quay vặn ha. Tay quay tay quay đổi được trái phải nha anh em.
anh em về vặn con ốc này ra là đổ qua bên tay tay trái được nha. Máy rất ok nha anh em, máy rất là nhẹ nha, mô pin là mô pin sống ha. Rồi cứ cũng còn nhẹ nha. Rồi con này nó có thông số nó sai nó là 7.000 nha anh em, chơi thật 7.000. Rồi mình để cho anh em với giá là 650 nha anh em, 650 650 con máy Ryobi mới nha anh em, mới còn full hộp nha, 650 nha, 650. Thân là thân kim loại, cối là cối carbon nhựa nha. Tay quay đổi trái phải bao lỗi anh em nha anh em, hàng mới là bao lỗi. Con số 2 650. Tiếp theo mình lên con số 3. Con số 3 mình giới thiệu cho anh em là con Daiwa Cơ Tum ha, Daiwa Cơ Tum ICM. ICM No 4 ha. Ratio của nó là 4.8 ha. Radio cũng khá khá nhanh anh em. Ráp là 8 kg đến 16 kg nha. Đó. Thì trọng lượng nặng là 480 gram. Thông số dây là dây số 4 vô là 365 m, dây số 5 vô 285 m, dây số 6 vô 230 m. Đó. Thì con này có size tương đương là khoảng 8.000. Thì bên trong máy thì nó có bao gồm, bên trong hộp đã bao gồm là một máy riêng đi, sách hướng dẫn bao nhung và chai dầu nha anh em, sách hướng dẫn bao nhung và chai dầu ngoại hình nha, ngoại hình cái hộp nha anh em. Số 3 tay quay vẫn là tay quay vặn nha, tay quay vặn đổ trái phải, thì bên Nhật về thì nó nằm bên trái phải không anh em, tại vì bên người Nhật ta thuận tay phải, thuận quay tay phải nha, thuận cầm cần tay trái quay tay phải. Đó. Thì ngoại hình của con máy thì nó giống với con giống như những con Ben nha anh em. Đó. Đó, nó giống như con Ben. Toàn thân nó được sơn xi mạ màu đen nha, sơn xi mạ màu đen hết. Nó có tem Daiwa nhé, có tem của cái sản phẩm là Cơ Tum ACM No 4 Ball Bearing, thì con này có bạc đạn nha anh em, một bạc đạn thì nọc đạn nằm bên đây và bạc đạn nằm trong trong cái nồi này nha. Đó. Thì con này nó không có đóng là Made in Japan, nhưng mà hàng này là hàng Japan nha anh em, hàng khoảng mấy chục năm rồi, 20-30 năm, 30 năm rồi, thì thời tại thì nếm đó người ta không có đóng là đóng Made in Japan. Đó. Thì ngoại hình máy mới nè anh em, máy mới thì nó rất là mới nha, chưa có trầy xước gì hết trơn á. Rồi mình sẽ cho anh em xem thông số dây, thì dây số 6 là 230 m, dây số 7 là 190 m. Thì con này nó có size thật tương đương là 8.000, 8.000 nha anh em. Đó, tên cối nó là cối, nó là thân kim loại, cối cũng kim loại nha anh em. Đây là full kim loại, full kim loại. Thì trên đây nó có một cái viền này là viền, vẫn là viền kim loại nha anh em. Nó viền màu đen, màu xanh ha, và phủ bạc nha. Chung là con máy này nhìn rất là lịch lãm nha anh em. Đó. Hoạt động thì ok nha anh em, hoạt động thì ok. Thì mình về được mấy con như thế này ha, được đâu gần chục con ha.
thì con nào vẫn như con nào thôi, thì mình có lên mình lên giới thiệu cho anh em thôi nha, một con thôi, thì mà máy con nào vẫn như con nào thôi, máy mới hết, điều đổi được tay phải tay trái qua tay phải hết, tay phải qua tay trái. Thì size nó là size 8.000 nha anh em, size 8.000, mô bin là mô bin sống nha, chặt cước là ok. Vậy tôi quay đổi trái phải, nặng 480 g. Rồi con này mình để cho anh em với giá là 950k nha anh em, giá chưa bao gồm phí ship, 30k nữa nha, 30k nữa. Dầu nè, dầu nó không, nó còn rồi nè. Rồi con số 3 là 950k. Tiếp tục mình lên con số 4, con số 4 mình giới thiệu cho anh em cái con cái dòng Daiwa Carbon ha, Spintermax ST5000B, ST5000B nha anh em. Đó thì thông số của nó ngoài đây, ratio của nó là 4.1, cân nặng nó là 570 g, ráp nó 10 đến 20 kg ha. Dây số 5 vô 250 m, không phải như đây là 250 m, là số là thông số mà khuyến cáo ha. Dây số 7 vô 300 m, dây số 8 vô 250 m, dây số 10 vô là 200 m, số 12 vô 170 m, số 14 vô 150 m. Thì con này có xài thật là tương đương là khoảng 14.000 nha anh em. Nó rất là bự nha anh em. Thì con này chỉ có cái con máy không, thì sách hướng dẫn bao nhung thì nó không còn nữa nha anh em, nó không còn nữa. Máy này là máy carbon, máy carbon nha, thường thường máy carbon thì nó hơi giá không cao bằng máy kim loại nha. Đây máy còn khá mới nha, đây là máy in Taiwan nha anh em, Taiwan là Đài Loan. T5000B có mặt đạn hết luôn, có mặt đạn đầy đủ. Máy hoạt động rất là ok. Mô bin là mô bin sống nha. Gạt trước xài ok bình thường. Đó, thông số dây thì số 12, dây số 12 vô là 170 m, sau bên đây nó ghi là 100. Đây nè, 170 m, mà số 14 vô 150 m. À đúng rồi. Đó thì con này nó xoay tầm khoảng 14 ngàn, nó ghi trong đó là 14 ngàn, thôi mình tính 12 ngàn thôi anh em, cho nó nhỏ nhỏ thôi ha, 12 ngàn. Tôi quay đổi trái phải nha, con này là bao lỗi hoạt động cho anh em luôn nè, hoạt động rất là ok. Tôi quay đổi trái phải nha anh em, dặn này đem qua thôi nha, sản xuất Taiwan, Nhật, Taiwan của Đài Loan nha anh em, full kim, full carbon nha, không phải kim loại nha anh em, carbon hết nha. Con này chắc có sử dụng rồi anh em, sử dụng một lần hai lần gì ha. Nè, cái cước nó vô nó không có, có giống như là đồng nhất, không có đều ha, nên là không biết là có sử dụng chưa, nhưng mà về ngoài thì không thấy trầy nha anh em, chưa có thấy trầy gì hết trơn nha. Đó, anh em xem ha. Trời, con này mình để cho anh em với giá là 850k nha anh em, 850k. Đó, 850k. Con số 4 là 850k nha anh em. Tiếp tục là mình giới thiệu cho anh em con số 5. Con số 5 là con Daiwa ST Spinter ST850. Thì con này nó có size là 4.000, size 4.000 nha anh em. Size 4.000. Tay quay đổi trái phải ha, tay quay đổi trái phải. Con này dòng rẻ nè. Mô bin là mô bin sống,
ngoại hình máy cũng khá mới ha. Rồi con này để shop để cho anh em với giá là 300 nha, 500k. Sai 4.000. Tiếp tục là mình lên một cái con đây qua cái con Olympic dính keo anh em ơi, để gỡ keo này. Olympic nha nè, Olympic Spark VO ha, VO 1.500 ha, 1.500. Thì con này cũng đã sử dụng, bị sử dụng rồi nha anh em. Made in Japan. Con này nó có size là 6.000 nha anh em, size 6.000. Tay quay là tay quay vặn nha anh em. Đó, vặn là gập vô nha. Tay quay đổi được trái phải nha. Tay quay đổi được trái phải. Rồi. Cái nút này là cái nút nút chế nha nè, nút chế tặng lại cho nó đẹp thôi. Rồi con này để cho anh em với giá 400k nha, 400k, size 6.000 nha nè. Cái tay quay nó sụt sịt là do lỏng ốc nha nè, hơi hơi thôi chứ không có gì chân, nhưng mà lỏng ốc dặn vô cái là xong nha, không gì hết nha. Mô pin là mô pin sống nha, gạt cước ok, máy còn khá mới ha, 400k. Còn cái mini luôn 400k, còn bao nhung luôn nha nha anh em, bao nhung luôn, có bao nhung luôn. Rồi 400k con số 6. Tiếp theo là con số 7. Con số 7 là con Super ICM No 0. Thì con nãy No 4, con này No 0. Thì con này thân kim loại, cối là carbon nhựa ha. Carbon nhựa, tay quay thì tay quay cũng là vặn ha. Vặn ship vô, tay quay đổi được trái phải. Mô pin là mô pin sống. Gạt cước ok ha. Máy này nó còn về thì có hộp, nhưng mà về nó hộp nó bị hư rồi nè, nó bị hư ha, nó bị rách luôn hết trơn rồi. Thì ICM No 0 ha, có màu nhung luôn nha. Con này size tầm cũng 6.000 nha anh em, size cũng 6.000. Rồi con này mình để cho anh em với giá là 450k nha, 450k nha. Tiếp theo mình giới thiệu cho anh em con số 8. Con số 8 là con Olympic, Olympic VO 350 VO nha, let's go nha. Mobin là mobin sống, thì con này là về nó cũng có hộp, nhưng mà hộp nó bị hư luôn nha anh em. Nó còn cái cước nè, nâng cước và cái giữ cước ha. Cái động cước ha, động cước và giữ cước và cái bao nhung. Bao nhung máy tinh luôn, có nghĩa là bị mất cái hộp rồi. Thì hàng này trước mình cũng có bán ha. Shop cũng có bán, một bán là một cái con này là giá là 1 triệu 3 nha, 1 triệu 3 con, size 9.000. 1 triệu 3 một con thì mới luôn. Thì con này nó không còn cái hộp, thì mình bán cho anh em với giá là con này là 1 triệu mốt 50. À, anh em là thiện chí ha. Thiện chí mình để cho 1 triệu mốt, mình bao ship luôn nha anh em. Đó, bao ship cho anh em luôn. Không trả giá dần là bao ship, còn trả giá là không bao một đồng nha anh em. Nói chung là mình buôn bán, shop buôn bán rất là thẳng thắn và nhanh gọn lẹ. Anh em mà trả giá nhiều quá là không bớt. Còn thích thì shop sẽ bớt cho anh em. Đó, con này là Made in Japan nha anh em, Made in Japan. Mô pin là mô pin sống. Con này thì cốt thì cốt thường thôi chứ không có cốt cốt trợ lực nữa. Thì anh em nào mà có xem cái những video trước của shop thì shop cũng có giới thiệu cái dòng này nha anh em. Cái dòng là Olympic 350 VA nha, let's go nè. Thì mình đã có giới thiệu rồi, anh em cứ lục lại xem nha. Thì cái con này mà trước mình bán còn mới còn hộp á, còn hộp luôn, thì mình bán giá 1 triệu 3.
Thì con này nó cũng mới, bảo đảm là mới, tại vì về cái hộp nó bị hư nha anh em. Nó cái hộp bị hư nên mình bỏ, nó bị gách tan băng chứ nè. Nhưng mà máy thì là máy mới ha. Anh em xem nè ha. Đâu có dấu hiệu gì gọi là bị hay là xài rồi hay là gì đâu nha anh em. Đó. Thì cái nào có sao nó vậy nha anh em. Đó, shop có sao nó vậy. Máy hoạt động rất là ok luôn. Rồi con này mình để cho anh em giá 1.150.000 bao ship nha anh em. Anh em không trả giá nha, trả giá là không bao luôn. Trả giá không bán không bao luôn. Rồi. Con số 8 1.150.000. Thì nãy giờ mình đã giới thiệu cho anh em 8 con máy, thì anh em thích con nào thì chốt số Zalo của shop nha, số 0769390039. Shop có để trên phần tiêu đề, phần mô tả và cái trên màn hình nha anh em. Đó, anh em cái thích con nào thì cứ chốt đó, mình sẽ gửi hình chi tiết từng con cho anh em. Đó. Thì anh em nào đã xem video của shop rồi á, nhớ chia sẻ giùm shop nha. Còn anh em nào mà mới xem lần đầu tiên thì nhớ đăng ký để ủng hộ shop nha. Để shop ra video thì anh em có thể thông báo cho anh em sẽ xem trước và để chốt hàng trước. Rồi, video đến đây kết thúc. Xin chào tất cả anh em.